linh nè. Đó, rồi thì chúng ta sẽ có đồ hình như này. Lancelot 9 cộng hưởng nha, mod code 9 cộng hưởng, giáp gai cộng với cái đồ kia. Cái đồ làm giúp cho con mod code giúp cho con mod code nó trâu hơn. Rồi đại loại vậy. Đấy, mod code phóng 9 cộng hưởng phóng đau hơn nhiều. Trời ơi, bắn giảm sao mod code tôi ơi. Ảo diệu vậy, ông kia không có giảm sao nữa chứ. Dairoth, vậy thì Dairoth. Mất cốt giảm sao, bị giảm sao rồi. Ôi, nó bắn giảm sao mất cốt mình chứ không là mất cốt mình đâu chết đâu. Đau đầu thiệt. 12 máu, rồi ông kia cũng chơi vương tử á. Ông kia cũng vương tử. Vương tử 6 xạ thủ. Ok, hey, yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của KKYG. Chào mừng các bạn đến series hướng dẫn cũng như chia sẻ kinh nghiệm chơi các bộ cờ ở trong Mobile Legends và Magic Chess nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ đến các bạn một bài đánh liên quan đến con bao skill 3. Thì như bạn đã biết rồi, mình đánh bao skill 3 thì chúng ta sẽ đánh vương tử nha. Thì lúc nãy thì các bạn cũng thấy rồi, chúng ta đã cắm đi cho mình là con Angela cùng với cả là con Fanny. Đó, thì thường thường á, trên này người ta cắm hay cắm là chắc chắn là sẽ cắm vào Angela trước rồi. Còn con Fanny thì hên xui, có lúc thì nó cắm Fanny, có lúc thì nó sẽ cắm Tha. Nên là sau cùng là anh em hoàn toàn có thể chơi Fanny hoặc là Tha được nhé. Chứ nó không có bị cái kiểu gọi là bắt buộc là phải đánh con ấy đâu. Không bắt buộc là đánh con gọi là Angela hoặc là... Bởi vì con Angela là auto bị cắm rồi. Còn con Tha thì hên xui, có lúc thì nó sẽ cho đánh con Tha nhé. Anh em đừng có thắc mắc, ủa sao anh hôm bữa anh đánh được con Tha ở trên rang thần thoại mà sao anh đánh được con Tha. Thì người ta không cắm thì anh đánh thôi. Ngày hôm nay thì người ta cũng không cắm nhưng mà mình sẽ không đánh. Tại vì ngày hôm qua mình đánh rồi. Ngày qua mình đánh con Tha rồi và mình làm pháo thủ phương Bắc rồi, cho nên ngày hôm nay mình không làm nữa, mình sẽ chuyển sang mình đánh vương tử ha. Kể cả người ta có cắm Tha thì mình đánh con bao thì cũng chẳng ai cắm con bao làm gì, anh em hiểu không? Riêng con nào chứ riêng con bao là người ta sẽ không cắm. Đấy. Thì đấy, giai đoạn đầu thì tạm thời là bên phía đối phương khá là khỏe ha. Bên phía đối phương đầu tư quăng quăng bay được là thắng á. Nếu như quăng quăng bay được chắc là sẽ kịp bay, kịp bay một bắn bay hợp lý. Thắng liền. Thắng nhưng mà cái bóng. Có cái bóng anh em, có cái bóng. ảo ma. Quá là ảo ma luôn. Các bạn biết thuật kìa, nhưng mà mình không đánh bí thuật nhé. Mình đánh vương tử nha anh em nha. Mình sẽ đánh vương tử. Chỗ này thì tạm thời bỏ Ariel đây. Nha con này vô. Ariel thì nó chim tinh anh em à. Ariel thì nó chim tinh, như là quýnh vô nó đi theo cái cộng hưởng 3 chim tinh nữa thì nó hơi khó. Nó hơi khó để chơi xíu. Như là chúng ta nên đánh con Melissa. Melissa thì lát nữa gắn thêm con Jin vô thì nó sẽ có trọng chú luôn. Dairoth thì có đây rồi. Nếu như mà hên hên trong hợp phần mệnh mà lấy được mod code nữa thôi thì game này không top 1 thì là lỗi tôi. Nếu như mà lấy được con mod code sớm nha, mà không top 1 thì là lỗi tại tôi. Còn bình thường á, cái vấn đề lớn nhất khi chơi vương tử đó là phải lấy được con mod code thôi. Sau khi mà lấy được con mod code phát thì sẽ win. Trời, gặp mấy cái con xạ thủ mà đứng chùm như thế này, gặp lên rồi nó gạt cho đúng là đau thiệt. Gạt cho phát muốn lên tiền đình luôn, rối loạn tiền đình giữa nó luôn. Mất thêm 9 máu còn 87 máu. Rồi chúng ta đánh một cái đội hình như thế này và chúng ta đánh một con chỉ huy giống như là con bao á, thì đầu game thua là bình thường. Đánh đội hình của mình là đội hình mạnh về cuối game, nhưng đầu game phải thua người ta là bình thường, không có vấn đề gì hết nha anh em nha. Chứ đừng có thấy thua mà chúng ta gọi là mất bình tĩnh đồ, đừng có vậy. Anh em cứ bình tĩnh mà chơi, không có gì phải sợ hết trơn á. Với một cái đội hình như mình như thế này thì không có gì phải sợ. Up cấp lên. Nhét thêm một con xạ thủ vô đi, bắn cho nó ghê. Còn không thì thêm một con AK vô cũng được. Cho hai con AK đứng thì nó sẽ có khả năng chống chịu cao hơn dành cho đội hình của mình. Đó, một con AK đứng trái, con AK đứng phải thì nó không có đập vô được cái dàn xạ thủ phía sau. Dàn xạ thủ phía sau sẽ gây được cái sự khó chịu ha. Nếu mà AK lên được 2 sao thì cứ nhét AK 2 sao vô cũng được. Thì đương nhiên là chúng ta sẽ thua, nhưng mà chúng ta thua vừa vừa thôi. Thì để cách thua vừa vừa là, một là bạn nâng sao đội hình, hai là bạn up cấp. Thì mình chọn cái phương án thứ hai nhé, mình chọn phương án up cấp. Tại vì nâng sao đội hình thì nó hơi xui. Nó ra thì không nói làm gì, chứ nó không ra thì đó, lúc thì nó có, lúc thì nó không có, cho nên không có bắt buộc được, là không có chắc chắn được là lúc nào mình cũng sẽ có cái con tướng đó để mình nâng lên 2 sao. Nếu như nâng được thì không nói làm gì, nhưng mà bị cái là nâng không được thì thôi, không nâng được thì cũng không vấn đề gì. Tiếp tục là thua. Bên kia người ta cũng nâng sao nha anh em nhé, và người ta có đặc nhiệm, người ta có đặc nhiệm nên là mình thua, cái đặc nhiệm nó choáng.
lợi một con trung sinh nữa, một con trung sinh vô nó choáng được một cái nữa, nó lợi quá trời. Nên mình thua mấy cái lượt đầu này thì cũng vấn đề gì hết. Đầu game mình không có nhảy vô Dairoth, nhưng bây giờ thì mình có Dairoth rồi. Thì nói chung là con Dairoth thì nó dễ kiếm hơn là con Mudkoth. Nên là cái vấn đề là kiếm được con Mudkoth hay không thôi. Có Mudkoth đâu? Không có Mudkoth rồi. Vậy thì chúng ta sẽ lấy cái gì? Chúng ta sẽ lấy cái quyền trượng mùa đông. Lấy cái quyền trượng mùa đông được. Một lát nữa cho nó thủ thủ. Còn không thì lấy cái đánh cấp, lấy cái đồ đánh cấp cũng được. Đó thì tùy anh em thôi. Nếu mà lấy cái đồ đánh cấp thì đương nhiên chúng ta sẽ có được thêm hai món đồ. Nhưng mà hai món đồ đó thì là hai món đồ random, hai món đồ đó hên xui, chứ không có chắc được. Nên là thay vì vậy thì chúng ta lấy những cái món đồ nó chắc ăn hơn thì nó sẽ hay hơn dành cho đội hình của mình. Vậy thôi. À, chỗ này thì chúng ta sẽ giữ tiền lại nhé, giữ lại cho mình là 20 tiền nhé. Tạm thời giai đầu là chưa thấy con Jin, chứ con Jin vô cũng đỡ vất vả. Phải mà con Akai là mình lụm Akai rồi, nhưng mà không có. Lượt sau đi, lượt này thì mình vẫn còn đang ở trong chuỗi thua mà. Đây là thua thêm một lượt hai lượt không vấn đề. Thua thêm một lượt nữa thì còn lại còn hơn tầm sáu mấy máu. Rồi qua tới cái hộp vận mệnh kia miễn sao bạn còn lại đủ khoảng tầm 40 máu là ok. Là lúc đó mình bật chiêu lên là đội hình mình nó sẽ khỏe lên nhé. Bây giờ thì đội hình mình chưa khỏe đâu. Đội hình mình thì đang nằm trong cái diện bị yếu yếu á. Không sao. Yếu yếu một xíu thì vẫn có thể chấp nhận được, không vấn đề anh em, không vấn đề. Vẫn chấp nhận được ha. À, đánh vương tử thì chủ yếu là chúng ta kích cộng hưởng nha, chứ không có cần phải lên một cộng hưởng 6 đâu. Bạn chỉ cần đánh làm sao bạn đạt được càng nhiều cộng hưởng ở trên bản đồ càng tốt. Còn cộng hưởng 6 thì có cũng được, không có cũng được, không vấn đề gì hết ha. Có thì đương nhiên là nó tốt hơn, còn không có thì nó cũng không phải là một cái đó quá là bắt buộc phải có cho bằng được ấy. Bạn đi mình sẽ có lên con ấy của mình sẽ có bay. Bay qua thì thua một con cờ thôi, mất khoảng tầm 9 máu. Thua, chắc là thua anh em ạ, quấn lại à. Câu giờ quá, câu giờ quá, câu giờ hai đứa cùng thua. Ê quên bán mất mấy rồi. Trời lo nói quên bán mất 2 tiền rồi. Uổng dữ trời. Mất 2 tiền anh em, mất 2 tiền nhưng không sao, mất 2 tiền thì mình rôn tay thì đó, để từ từ rồi mua nha. Mua sớm quá mất công hồi tôi lại quên đó. Hồi tôi lại quên tôi lại mất 2 tiền tiếp. Con Mia 2 sao thì cho Mia cầm làm đam chủ lực ha. Quên mất. Con này thì nó không có cộng hưởng anh em mà. Dairoth thì tạm thời nó chưa có cộng hưởng gì nên là gắn vô thì nó không có giá trị. Cứ để con AK vô quýnh thì nó ngon hơn. AK nó con trâu anh em, nó con trâu. Còn không thì thay con AK bằng Melissa thì chúng ta sẽ có thêm con xạ thủ thì cũng được. 2, 4, 6 con cờ rồi. Bên phía đối phương đánh 6 con cờ. Và đang đánh cho mình. À, lượt này là phải thắng để nhả tướng đúng không? À, phải thắng để nhả con tướng 5 tiền đúng không? Mà chơi out tết thắng rồi. Nhưng mà hình như là không kịp nhả con tướng 5 tiền 2 sao rồi. Được cái con tướng 5 tiền 1 sao à. Con tướng 5 tiền 1 sao là gãy nha Thu Hằng. Thu Hằng tính toán sai trái rồi. Đen. Vậy là chỉ được con tướng 5 tiền 1 sao thôi. Tướng 5 tiền 1 sao thì đội hình nó không khỏe. Nó mà ra Hanabi đồ thì còn đỡ. Chứ nó không ra Hanabi thì đội hình nó không khỏe đâu. Kiếm con Akai. À, Jin đây. Kiếm con Akai nha anh em nhé. Cho Akai lên cái rồi. Sau đó chúng ta sẽ lên đội hình. Con Jin vô là ok rồi đó. Akai vô là ok rồi đó. Rồi cho Akai đứng nó tăng là được. Dàn xạ thủ tôi đứng ở phía sau. À, 3 xạ thủ thôi. Chỗ này thì chúng ta sẽ lấy tinh khí xạ thủ cũng được. Lấy tinh khí đông vũ cũng được. Tùy anh em. Lấy tinh khí đông vũ cũng ok. Rồi lượt sau chúng ta up cấp nha. Chúng ta up cấp để ta nhét thêm con Dairoth vô. À, lấy tinh khí. Nếu mà lấy tinh khí được chỗ hên mà có con Mudkoth luôn á là chúng ta đủ được 5 cộng hưởng luôn. Nếu mà lấy tinh khí đông vũ á thì sẽ đủ luôn. À, nếu như mà không có thì thôi, cái chuyện này thì có thì tốt, không có thì thôi ha. Đồ thì chúng ta nên lấy một ít đồ thủ về nhé. Miễn sao nó cứ châu châu lên xíu là được. Rồi mình sẽ cấp lên. Hên mà ra Mudkoth phát là thôi luôn á, là anh em sau khi đoàn bảy ban đánh thương thì sẽ gây sát thương. À, sau khi hai lượt đầu thì tướng sở hữu tinh khí sẽ có một phân thân. Có một phân thân nghe gắt thế nhờ. À, thôi kệ đi, cái đó thì mình không có lên cộng hưởng 6 á, cho nên mình không có tham vô cái đó đâu, mình lấy cái đồng vũ. Lấy cái đồng vũ về để kích cộng hưởng 3 đồng vũ. Thêm con Dairoth vô. Đó, AK thì nó vẫn đứng trắng nha. AK thì nó vẫn đứng tăng chính. Thêm con Dairoth, thêm con Jin vô. Đó, chúng ta sẽ có thêm giác đấu. Mình không có đánh 6 xạ thủ đâu. Đánh 6 xạ thủ là dễ đi lắm. Thay vì đánh 6 xạ thủ thì chúng ta đánh giống như kiểu của cái đang đánh này. Chúng ta đánh gọi là tích được càng nhiều cộng hưởng càng tốt ấy. Thì nó sẽ mạnh hơn dành cho cái đội hình của mình. Rồi, chúng ta có Dairoth 2 sao. Có con Mudkoth vô phát thay con Quang Quang. Mudkoth vô thay Quang Quang nữa là kích được 5 cộng hưởng rồi. Tại sẽ có thêm vương tử nha, thì sẽ kích được 5 cộng hưởng. Đó. Bây giờ vấn đề là kiếm được Mudkoth hay không thôi. Mudkoth 4%. Nó có con 4 tiền này đâu, nhưng mà nó không phải là Mudkoth. Nếu mà là Mudkoth thì ngon, vô hợp bằng bệnh kia mà lấy được Mudkoth thì ngon. Nhưng mà nói chung Mudkoth thì nó hên xui nha, chứ không có bắt buộc là nó phải ra Mudkoth cho mình. Ông này ông có Mudkoth rồi nè. Hên quá vậy. Chưa gì ông kiếm ra được con Mudkoth đỏ đi trời. Quá đỏ luôn.
bay kịp. Và sau đó thì nó bắn quân Mia thì đó mình thắng lượt này, ngon. Ông có mất cốt mà ông chưa tận dụng được kìa. Trời, xong rồi còn lấy được cái những cánh sao, lấy được ngọc nữa chứ, là sẽ được thêm cộng hưởng á. Ngon quá trời luôn, thanh niên nó siêu ngon luôn. Nhưng mà ông chưa tận hưởng được, ông chưa ấy được thôi, ông chưa tận dụng được thôi, chứ còn độ hình ổng là siêu ngon rồi đó. Thôi kệ người ta đó, chuyện của người ta anh em à. Rồi cấp lên. Cấp lên cho nó dễ nha, đừng có tiếc tiền nữa anh em à. Giờ chúng ta cứ cấp thôi. Con này bỏ được nè, con Ariel thì đánh 6 cộng hưởng, 6 xạ thủ thì mới cần Ariel thôi. Còn không là không cần nha. Khi nào đánh 6 thì mới cần, còn không thì không cần, có gì mình bán. Còn Dairos thì 2 sao được rồi, cái Giang Vương Tử thì 2 sao được rồi, không cần phải lên 3 sao đâu. Bây giờ vấn đề là mình kiếm mod code ha, mod code 15% này. Hên hên thì nó ra, còn không hên thì buộc phải roll thôi, buộc phải roll thì nó mới ra được. Chứ cấp độ cao roll nó mới ra, cấp độ 7, cấp độ 8 roll thì nó mới ra tướng bút tiền được. Ông kia ông hên quá, cấp độ 6 ra được mod code rồi. Tôi mà ra mod code sớm vậy thôi, tôi khỏe lắm luôn ấy. Nhưng giờ tôi mà ra mod code bác tôi chùm luôn á. Nhưng mà người ta ra người ta chưa đánh được kìa, mình không có mà xài, người ta có mà người ta lại không xài được, tiếc quá trời. Nhưng mà không sao, đó nhờ up thêm cấp lên đội hình mình nó khỏe hơn á. Có con Jin vô lướt lướt, hai con Jin nó lướt lướt khỏe hơn hẳn luôn á. Hai con chón chón vô đánh bởi vậy. Dàn sao dàn tướng kia thì lên được sao thì tốt, không lên được thì thôi, không có rướng. Rồi chúng ta có thêm tiền nha. Nãy thì mình bị mất 2 tiền do lo nói chuyện. Nhưng mà không sao, vấn đề đó thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lên cái thế trận của đội hình mình. Mình bây giờ là đang cần một con mod code. Cần một con mod code thôi. Một con mod code vô 4 tiền thấy không? 3 con 4 tiền nhưng không thấy mod code đâu, đèn. Rượt sau thì chúng ta sẽ có được cái con bao. Rượt sau chúng ta sẽ có con bao để chúng ta búp cái giáp lên cho cả đội. Lượt sau thì mình sẽ rất là khỏe, cố gắng lượt này mà thắng được thì tốt. Nên là mình sẽ nhét thêm vô Ariel bỏ đi. Nếu như mà mình thắng thì mình bán Ariel, thua thì mình bán quăng quăng luôn. Đại quăng quăng vô nó cũng chỉ để kích hệ thôi anh em. Chứ lên được 2 sao thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà lên không được 2 sao thôi. Không có bắt buộc, không có bắt buộc là phải lên bên kia chơi đặc nhiệm pháo thủ. Đặc nhiệm pháo thủ lướt ngang qua, Jin lướt ngang qua làm chó. Ui AK chưa kịp bật chiêu AK lên đường rồi. Chắc lượt này thua rồi anh em à. Mình up lên con Melissa 2 sao luôn mà vẫn thua. Thua. Bên phía kia đặc nhiệm pháo thủ khỏe quá. Hai con đặc nhiệm làm chó. Bán quăng quăng thôi. Giữ lại 20 tiền nha, để kiếm ông mất cốt chứ không là không được. Thôi gõ phát 25 máu, đặc nhiệm pháo thủ thì chớ lại còn chơi thêm cái gian trắng nữa. Ảo diệu thiệt. Ảo diệu thiệt anh em ạ. Mất cốt dưới này có mất cốt lụm mất cốt luôn. Không có. Không có thì lấy cái gì, lấy ô đi. Lấy ô đi để lát nữa có gì thêm cộng hưởng vô. Một con mất cốt anh em. Giờ mình đang cần một con mất cốt lắm rồi. Và thêm một con mất cốt thôi là vô à. Là tự khắc nó vô cộng hưởng liền à. Nhưng mà bây giờ kiếm ra không? Kiếm ra mất cốt hay không thôi. Mất cốt. Không thấy mất cốt đâu. Rồi bật con bao trước đây tính sau nha. Bật con bao tăng 35 giáp cho cả đội nè. Lấy cái dòng tăng giáp nha anh em nhé. Tại cái đợt này thì mình cũng nói nhiều rồi. Bộ vương tử thì nó rất là khỏe đó. Nên là nó không có cần phải thêm cái ấy đâu. Cứ lấy tăng giáp vô là được. Đại rốt. Còn 29 máu. Đi kiếm con mod code anh em ạ. Đây, mod code đây. Thì mình tạm thời thay ra. Vô con này nữa. Đó. Rồi, bây giờ Dairos là người cầm đồ. Rồi. Cứ thế chúng ta đánh nè, cứ thế chúng ta đánh từ từ bình tĩnh. Con Mia nó bị thừa nha anh em nhé. Mod code cầm thanh tẩy, bỏ con Mia đi. Bỏ con Mia đi nè. Còn không thì bạn chơi thêm con Belleric. Bỏ con này đi. Bỏ đi. Không thì bạn chơi con Belleric. Bạn chơi con Belleric cũng được. Nghĩa là thay vì đánh con ấy thì mình đánh con Belleric á, thì nó sẽ lên tinh linh, là nó sẽ thành 7 cộng hưởng luôn. Mình chơi không chơi SS mà mình chơi Belleric. Còn nếu mà bạn chơi muốn chơi SS thì phải chơi sang Long Giáp. Thì gắn thêm con này vô. Thì nó dính pháo thì xong rồi ta gắn thêm con Glow vô. Thì nó sẽ dính pháo thủ nữa. Hiểu không? Là nó vừa Long Giáp vừa pháo thủ luôn. Long Giáp. Giác đấu thì phải giữ nguyên rồi, Akai thủ vệ. Con Mia đang bị thừa nha, Mia đang bị thừa. Long giáp. Mia đang bị thừa nhưng mà nói chung là nó vẫn đang là xạ thủ nên mà nó vẫn đang là con tướng xạ thủ nên là bỏ thì cũng khá là tiếc á. Mình thì mình muốn bỏ Mia ra đó. Đây, lắp nó đứng cái góc này đi thì cái con tướng của mình nó sẽ đỡ bị đánh hơn. Mia xạ thủ
kết được 6 cộng hưởng rồi. Bây giờ thì đang cần thêm một slot nữa để nhét thêm con ấy vô, nhét thêm con một con long giáp vô nữa là thành 7 cộng hưởng đó. Xong rồi lát nữa thêm con claw vô là thành 8 cộng hưởng, lấy khí viễn tay nữa là thành 9. Thì chúng ta sẽ được 9 cộng hưởng, hiểu không? Đấy, thì chúng ta sẽ đánh theo kiểu đó. Thì con claw với lại con kia thì nó dính pháo thủ, hai pháo thủ rồi. Mất nhờ giáp nha, nói chung là nhờ cái giáp cho nên là nó khỏe hơn hẳn á. Mất cốt rồi, mất cốt như là người ta hàng gục rồi. Rồi vẫn thắng. Bán con này đi. Chỉ là 20 tiền. Rồi, bắt đầu là đội hình mình có mất cốt phát là lật kèo nè anh em nè, lật kèo nè. Pháo tinh linh. Có con sói vô thì dính pháo, dính tinh linh. Thủ vệ long giáp. Tính nha, nói chung là tính một xíu để cho nó lên cộng hưởng cho nó đẹp đẹp là được à. Đang cần con miếng tay. Thay vô, đáng nhau thay vô, lấy long giáp cũng được nhờ. Ừ, lấy một cái tinh khí long giáp vô nữa thì nó cũng kích được nè. Kích được cái long giáp, đỡ phải lo cái long giáp. Ba long giáp được rồi. Thì mình kiếm thêm con cờ lâu vô nữa là dư rồi. Đáng ra lúc nãy là phải lắp long giáp vô á, mà mình chưa kịp lắp á. Coi thử có tinh khí long giáp không? Còn nếu như mà không có tinh khí long giáp thì lấy cái pháo thủ luôn. Lấy cái pha lê pháo thủ luôn cũng được. Cho nó kích thành 7 là được à. Giác đấu xạ thủ, trọng chú. Rồi lấy xạ thủ nha. Tướng xạ thủ, lấy xạ thủ, hạ gục thì sẽ được. Rồi chúng ta lấy pha lê pháo. Pha lê pháo thì khỏi chơi cờ lâu. Có pha lê pháo thì khỏi chơi cờ lâu anh em. Lấy cái kháng phép này cho con này nó trâu lên. Rồi pháo thì khỏi cần cờ lâu, nó lên 7 cộng hưởng ha. À, chúng ta sẽ up thêm một cấp thì sẽ có 8 con long giáp kiểu vậy. Ba con long giáp chứ, ba con long giáp. Pháo thì là thành 8 cộng hưởng nhá, thì sẽ thành 8 cộng hưởng. Đang dư một xạ thủ. À, lại mình lấy được tinh khí. Không bỏ xạ thủ được anh em à. Bỏ xạ thủ uổng lắm. Không bỏ xạ thủ được đâu. Còn bỏ xạ thủ là mất cộng hưởng á. Rồi chúng ta lên được 8 cộng hưởng nha. Rồi đội hình chúng ta là vương tử 8 cộng hưởng. Đó, thì nói chung là một lát nữa rảnh slot thì có thể bỏ bớt cộng hưởng lên 6 xạ thủ cũng được. 6 xạ thủ cũng ngon, 7 cộng hưởng được rồi, không cần phải 8 đâu. Tầm 7 cộng hưởng là ok rồi. Tại mình lấy được cái tinh khí xạ thủ cũng khá là ngon. Tinh khí xạ thủ thì có hồi máu nhá. Một sao phóng ghê chưa? Một sao phóng ác thiệt. Phóng tốc độ đánh nó cao. Hồi máu được nhiều. Mà thua. Thua bên kia. Mười mấy máu. Hình như là ông kia, à kẻ độc hành là quýnh gì vậy, kẻ độc hành quýnh vương tử, à xạ thủ giác đấu, xạ thủ giác đấu đến từ kẻ độc hành. 7 cộng hưởng nhưng mà con mốt cốt mình nó mới có một sao anh em, con mốt cốt mình nó một sao thành nó chưa, mốt cốt nó hai sao lên là nó chùm luôn á, mốt cốt nó một sao anh em à. Thanh tẩy tôi sợ nó bị choáng á, thành cầm thanh tẩy thôi. Bỏ cái này đi, bỏ cái nguyên trường đi. Để cho nó cầm cái đó vô thì nó sẽ được một cái lợi thế, đó là cái máu. Máu được tăng thêm một ít nhờ cái đồ đó nhé, cái đồ đó nó có máu. 14 máu. Bữa này chơi đặc nhiệm. Mình thủ dẻo nha, nói chung là đội hình mình thủ rất là dẻo luôn á. Máu thì hồi máu, nhờ long giáp thì có hồi máu sẵn. Thì cái con Daros nó quýnh cũng ghê lắm. Lực này thắng này, mất cốt phóng được nha, mất cốt một sao Daros, hai con vương tử gánh hết nè. Còn mấy con khác vô là để kích cộng hưởng thôi, để kích cho nó cộng hưởng cho nó đẹp lên thôi. Đây để mình tính coi thử là còn thiếu cái gì để mình tính cho đủ cộng hưởng này. Không thì thêm 6 cộng hưởng xạ thủ. Còn không thì đó, thì nói chung là một là lấy xạ thủ thì bỏ con này. Bỏ con này ra thì nó sẽ mất long giáp. Nhưng mà chúng ta sẽ được 6 xạ thủ. Nếu như bỏ con đó ra thì sẽ mất long giáp nhưng mà được 6 xạ thủ. Còn bây giờ thì tạm thời cứ xài long giáp trước cái đi. Rồi tính sau ha, cứ xài long giáp trước cái đi. Nếu bỏ ra nè thì là 5 xạ thủ nè, up thêm một cấp lên cấp độ 9, mình mới cấp độ 8 thôi nhá. Mình mới cấp độ 8 thôi. Tại do là mình lấy ô rồi, mình lấy cái ô rồi cho nên là 7 cộng hưởng là được rồi chứ cũng không cần thiết là phải lên nhiều cộng hưởng lắm đâu. Thêm một cộng hưởng thì mấy bạn thêm được một cái thêm được 6 mấy đam á, vương tử nó cộng thêm đam cho con vương tử thôi. Nhưng mà bạn lên 6 xạ thủ thì cũng ngon mà, lên 6 miễn sao đạt được 7 cộng hưởng là được rồi. Còn cái 9, 8, 9 là nó dư á, thì được thì tốt, không không có thì cũng không sao.
Còn thanh tẩy thì vẫn phải cầm nhá, thanh tẩy cầm để tránh trường hợp bị người ta làm choáng ở đây mà. Có người đánh xạ thủ giác đấu kìa. Cái độc hành xạ thủ giác đấu là phải giữ cái thanh tẩy trên người của mốt cốt để cho mốt cốt nó đỡ bị phóng. Nếu mốt cốt nó lên 2 sao phát là mình tự tin mình win à. Đây mốt cốt nó 1 sao thành nó chưa đủ khỏe thôi. 10 bóng máu không sao nhá. Đội hình mình là đội hình mạnh của game nên nói chung là giai đoạn này thì chưa có mốt cốt 2 sao thì nó vẫn còn bình thường, nó vẫn còn là mạnh vừa vừa. Chứ chưa phải là quá mạnh đâu. Mạnh vừa vừa anh em, mạnh vừa vừa. Ô thì mình lấy rồi đúng không? À, Lê Pháp Sư hả? Pháp Sư trong đội hình mình đâu có con nào là Pháp Sư đâu nhỉ? Lấy cái này đi. Như trong đội hình mình đâu có Pháp Sư đâu. Thêm Pháp Sư nữa nó bị thừa. Phải mà đội hình mình có Pháp Sư thì được. Lấy cái đó vô để tăng cho con Dairos nó trâu lên thì mình có hai con gánh anh em à. XS2 Châu thì không cần, đai đó không cần. Up thêm cấp thì nhét thêm xạ thủ vô cho nó thành 6 xạ thủ. Giờ thì đi kiếm đai rốt nữa. Còn không thì thay vì up xạ thủ thì cho ta nhét thêm linh vô thì nó sẽ thành kiếm khách. Nó vừa long giáp vừa kiếm khách. Thì nó sẽ ra kiếm khách anh em, ra kiếm khách. Thêm cái cộng hưởng kiếm khách nữa, vừa long giáp vừa kiếm khách luôn. Thằng tiền mình roll mình kiếm con mất cốt nha, cho mất cốt lên 2 sao đã. Mất cốt nó 1 sao thì nó chưa thật sự mạnh ấy. Để cho mất cốt lên 2 sao đã. 14 máu. Cao dây còn 14 máu. Mất cốt một con nữa. Không cần phải đánh 6 xạ thủ đâu, cái này không bắt buộc nha, cái 6 xạ thủ là không bắt buộc. Nếu như được thì tốt, không được thì cũng không vấn đề gì. Kiếm thêm một con, nốt một con mốt cốt nữa là ok à. Rồi, ok. Ổn rồi đó, bắt đầu ổn rồi đó. Rồi, lát nữa có gì mình thay nó ra thì mình thêm cái cộng hưởng kiếm khách vô nhá. Thêm con linh vô á, thêm con linh vô cho nó lên kiếm khách vô. Thế còn này thì nó đang giác đấu, tạm thời chơi giác đấu đi. Thì nó sẽ thành mốt cốt 9 cộng hưởng. Mới có 9 cộng hưởng nhá, không có xạ thủ nhưng mà được cái là 9 cộng hưởng. Còn nếu như mà mình lấy được cái ngọc xạ thủ chỗ này hoặc là ngọc long giáp chỗ này, một là ngọc xạ thủ, hai là ngọc long giáp á, thì mình sẽ chuyển sang mình đánh kiểu khác. Này mất cốt nó vừa trâu, nó vừa có kháng phép nha, nó có cả hai, không có sợ có ai đánh phép không. Hình như là không ai đánh phép này. Lát nữa bỏ cái kháng phép ra cho nó cầm cái quyền trượng cho nó uy tín, còn không thì cầm thêm một cái đồ kéo ra luôn, cầm hai cái đồ kéo luôn. Cho nó trâu hẳn lên luôn ấy. Nên một cái kháng phép thì không cần thì có đứa đánh phép này, đặc nhiệm phép nó hơi phép phép thôi chứ cũng không phép lắm. Hơi phép phép thôi. Một cốt năm mấy ngàn, đai rốt năm mấy ngàn, mình có hai con cánh tim mà, đâu phải một con đâu. Mang muốn con mất cốt tôi thì tôi còn con kia. Đây để có thử lấy được gọi là ngọc xạ thủ không nhá. Lấy được ngọc xạ thủ thì mình lắp thêm up thêm một cấp, nhét thêm xạ thủ vô cho nó lên 6 xạ thủ. Còn nếu như nó không có ngọc xạ thủ thì mình bỏ con này ra, nhét con này vô xong rồi thêm một con linh vô. Còn không thì bỏ hẳn long giáp luôn, khỏi chơi long giáp cũng được. Thì long giáp thì không cần. Long giáp thì cũng không cần lắm. Nên là để có thử nha. Cái long giáp thì nó bị thừa. Nếu có ngọc long giáp thì càng tốt. Có ngọc long giáp thì mình lấy ngọc long giáp xong mình bỏ cái này xong mình up một cấp thì nó sẽ vừa có long giáp vừa có xạ thủ, 6 xạ thủ luôn. Thì nói chung là một là ngọc long giáp, hai là ngọc xạ thủ. Một trong hai cái đó thì mình sẽ đủ để mà đủ để cho mình có thể gọi là sử dụng được. Ngọc long giáp hoặc ngọc xạ thủ, một trong hai. Chỉ cần ngọc long giáp hoặc ngọc xạ thủ thôi là đủ. Không có anh em, không có ngọc long giáp cũng không có ngọc xạ thủ luôn. Lấy thiết bị nhân bản thôi chứ giờ cũng không có cái gì lấy được rồi. Hải thần chiến kích. Giờ thì up một cấp. Kiếm thêm một con xạ thủ nữa. Một cốt linh. Nó thiết bị nhân bản thôi chứ giờ hết rồi. Giáp cho nó bỏ kháng phép đi. Con Melissa cầm kháng phép. Rồi đại rốt cho đứng dưới nó cho hưởng kháng phép luôn. Lancelot vô này. Bỏ Melissa này. Không có đánh 6 xạ thủ. Nhưng mà thôi tạm thời cứ lấy đi. Linh này. Đó, rồi chúng ta sẽ có đội hình như này. Lancelot 9 cộng hưởng nha, mốt cốt 9 cộng hưởng, giáp gai cộng với cái đồ kia, cái đồ làm giúp cho con mốt cốt giúp cho con mốt cốt nó trâu hơn. Rồi đại loại vậy. Đấy, mốt cốt phóng 9 cộng hưởng, phóng đau hơn nhiều. Rồi bắn giảm sao mốt cốt tôi ơi, ảo diệu vậy. Ở
kia không có giảm sao nữa chứ. Dairoth, vậy thì Dairoth Mudkot giảm sao, bị giảm sao rồi. Ôi, nó bắn giảm sao Mudkot mình chứ không là Mudkot mình đâu chết đâu. Đau đầu thiệt. 12 máu. Rồi ông kia cũng chơi vương tử á. Ông kia cũng vương tử. Vương tử 6 xạ thủ. Bên mình thì vương tử kiểu khác. Kia là Mudkot giảm sao, bên kia có đồ giảm sao anh em à. Ông chơi giác đấu xạ thủ kìa, thành cho nên là phải giữ cái thanh tẩy đâu bỏ được. Bỏ cái thanh tẩy là gãy. Thành không có bỏ được, không bỏ thanh tẩy được. Nếu bỏ long giáp thì bây giờ phải kiếm một con Arith heo. Ờ Hanabi cũng được nè. Thì chúng ta sẽ có 6 xạ thủ nè. Đó. Thì chúng ta sẽ ra 6 xạ thủ. Đó, combo 6 xạ thủ. Thanh tẩy là buộc phải giữ nha, thanh tẩy thì không bỏ được. Bắt buộc phải giữ cái thanh tẩy rồi. Thì còn lại 7 công hưởng thôi chứ không có được cái nữa. Chỉ được 7 công hưởng thôi. Rồi. 7 công hưởng xạ thủ 6 xạ thủ được tính ký xạ thủ trên người hồi máu 60% nhá. Tiếng kia chỉ cần nó không bắn giảm sao con Mudkot mình là ngon à. Mia nó bắn sợ, Mia nó bắn giảm sao thôi. Mia đừng có bắn giảm sao con Mudkot tôi là con kia giảm sao rồi kìa. Nhìn bên kia còn Mudkot. Rồi bên mình win. Nó bắn mãi sau nó mới giảm sao cho nên nó không lại. Hai bộ vương tử đánh nhau nhá. Rồi rất là hay luôn. Nói chung là hai bộ vương tử đánh nhau cho nên là Mudkot không lên được 3 sao đâu anh em à. Lên tới 2 sao là dữ dội lắm rồi. Chúng ta đáng ra có thể nhiều cộng hưởng hơn nhưng không, sau cùng mình chọn cho mình là đánh 6 xạ thủ nhá. Rồi, ok, đó là cái clip của ngày hôm nay. Khi mà bạn đã thấy rồi, bên kia thì ổng chơi Ria, nhưng mà ổng đánh vương tử, nhưng mà ổng đánh hình như chỉ có 6, chỉ có 2, 4, 5 cộng hưởng thôi. Anh này là anh tham giác đấu. Anh tham giác đấu, mình là thậm chí không chơi xạ thủ luôn để mình lấy thêm cộng hưởng. Trong khi đó thì ổng lại vừa đánh xạ thủ vừa đánh giác đấu. Ổng tham cái giác đấu gắn trên người của Mia hay sao á, với lại cái kiếm giảm sao, ổng tham cái đó. Nếu mà ổng không tham á thì con Mudkot của ổng sẽ có chim tinh cộng với vương tử thì nó cũng ngang ngang con Mudkot bên mình. Nói chung là đánh thì nó sẽ hên xui, không biết mèo nào cắn miểu nào. Ví dụ như con Mudkot bên nó tấn công vào con tướng bên mình, còn con tướng bên mình, con Mudkot bên mình lại tấn công con Mudkot bên nó thì nó thua. Thì đó, nói chung là hai con Mudkot phóng nhau thì nó sẽ hên xui. Bên ảnh là nếu như mình không có thanh tẩy thì mình thua. Bên team địch á, ổng có giác đấu kìa. Nếu như mình không có thanh tẩy thì mình sẽ thua nhá, mình sẽ thua game này. Nhưng mà tại vì con Mudkot mình có thanh tẩy nên nó không bao giờ nó bị choáng đâu. Nó tới 30 giây lần cái thanh tẩy rất là lợi hại luôn. Nó sẽ được miễn hiệu ứng khống chế trong vòng 30 giây. Nên là Mudkot nó cứ thoải mái nó nhảy thôi. Nên đây sẽ là một cái rất là lợi hại cho các bạn. Khi bạn đánh vương tử thì nên lấy thanh tẩy nhá. Cứ thấy thanh tẩy lấy vào, tại vì bây giờ là chỉ có giác đấu là nó choáng thì nó mới ăn được con Mudkot của mình thôi, còn không là không có cửa đâu. Rồi, ok. Đó là cái clip của ngày hôm nay. Khi mà mình đó, anh em thấy nhá, đi răng thần thoại cấm tướng đàng hoàng thì chẳng ai cấm con bao đâu. Anh em chơi con bao thì thoải mái. Được một cái là mình đánh con bao thì đội hình mình về cuối game sẽ rất là khỏe, nó trâu hơn. Nó được tăng giáp cho cả đội. Đó, còn cái cộng hưởng thì anh em thấy không? Mình cũng đã tính toán sẵn rồi là chúng ta sẽ lấy được cho mình là ít nhất là 7 cộng hưởng nhá. Chỗ này là 7 cộng hưởng này chứ. Đó thấy không? Giác đấu phía sau nữa này ha. Đó là xạ thủ nè, đông vũ pháo thủ nè. Trọng chú nè là 4 nè, vương tử là 5, dạ thú là 6 nè và giác đấu là 7 ha. Thì cái khúc hồi nãy là mình đánh thêm cả long giáp nữa, long giáp và kiếm khách nữa thì mình sẽ không lên được 6 xạ thủ. Nếu như mà đánh cả long giáp và kiếm khách nữa thì sẽ là 9 cộng hưởng. Nhưng mà 9 cộng hưởng thì nó lại quýnh không lại người ta. Rồi nếu như hồi nãy không lấy được con Hanabi thì thôi, thì mình vẫn tiếp tục giữ 9 cộng hưởng mình đánh. Còn nếu như mình thấy con Hanabi hoặc là con Ái heo cũng được, một trong hai con đó, thì mình sẽ lắp sang lấy xạ thủ để lấy cái tinh khí cho Mudkot, thì Mudkot nó sẽ càng khỏe hơn. Hồi nãy là nó hồi máu không nổi, nhưng mà tại vì cái tinh khí của mình là tinh khí hồi máu cho nên sau cùng là mình thắng được ổng nhá, và thắng rất là triệt để luôn là khác nha. Rồi ok, đó là tất cả những gì mình có thể chia sẻ cho bạn ở trong clip ngày hôm nay. Bạn nào thích cái clip của mình thì để mình một like, một subscribe, đăng ký kênh, nhớ bật chuông bấm thông báo lên để nhận thông báo cho mình tới cái ý tưởng nào hay thì bình luận phía dưới giúp mình để mình có thêm những ý tưởng mình làm cho tương lai. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn rất là nhiều và xin hẹn lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.